bệnh tiểu đường là một căn bệnh thời đại của thế kỷ 21. Mỗi năm thì có rất là nhiều người mắc bệnh cũng như là phát hiện ra mình đã bị bệnh tiểu đường và bệnh tiểu đường cũng là cái gánh nặng trên nền kinh tế của hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới cũng như là những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của người bệnh bởi vì căn bệnh tiểu đường này nó rất là nguy hiểm mặc dù phổ biến nhưng là những cái ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là những cái biến chứng của nó rất là nặng nề Um, và nguyên nhân của bệnh tiểu đường chủ yếu là um, do lối sống cũng như là chế độ ăn uống. Chính vì vậy mà việc mà các bạn um, thường xuyên kiểm tra và um, kiểm soát được đường huyết của mình sẽ là yếu tố then chốt trong việc là mình có nguy cơ mắc bệnh trong tương lai hay không và để có thể được, đạt được cái điều đó thì việc mà các bạn trang bị cho mình một cái thiết bị um, đo đường huyết tại nhà rất là quan trọng um, bởi vì um, nó quan trọng một cái chỗ là nếu mà trong gia đình mình á nếu mà bố mẹ hoặc là người thân của mình mắc bệnh tiểu đường thì cần phải được đo đường huyết thường xuyên để có thể điều chỉnh lối sống cũng như chế độ ăn và điều chỉnh thuốc một cách hợp lý để giúp cho đường huyết ổn định và hạn chế những cái biến chứng mà nó gây gây ra. Có rất là nhiều loại máy đo đường huyết và cũng rất là có nhiều hãng sản xuất các máy đo đường huyết. Nhưng mà cái máy này mình vừa mới mua được của um, hãng là Tên máy là xếp và um, cái giá của nó rất là rẻ chỉ có 100.000 thôi đó là toàn bộ cái máy này và cộng với 25 cái quay thử này chỉ tròn đúng là 100.000 đồng nhưng mà mình cũng không hiểu vì sao mà trên cái hộp đó ghi là giá bán lẻ là 1 triệu 2 mà mình chỉ mua có giá có 100.000 mình cũng chả hiểu tại sao nữa nhưng mà thật sự thì um, cái độ chính xác của nó đó, cũng ngang ngửa với những cái máy à, danh tiếng như là Oncon Plus nè hoặc là AccuCheck này kia đó thì nó cũng sẽ ngang ngửa cái độ chính xác của nó sẽ ngang ngửa hơn và đây là tổng quan về cái máy của mình đây là cái hộp đựng máy không có mã hóa um, là cái máy này nó sẽ um, không có cần phải thay đổi cái con chip có ở trong cái que thử này chính vì vậy mà việc um, mình không cần phải thường xuyên để thay đổi cái mã code của máy để máy có thể đọc được kết quả nó sẽ rất là tiện lợi hơn những cái máy đời đầu và của hãng là Sinocare ở phía bên phải hộp máy thì nó sẽ hướng dẫn cho mình cách thức mình lấy máu cũng như là cách thức mình thử đường huyết nè và có đại lý là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sinocare Việt Nam ở địa chỉ là ở cầu giấy Hà Nội một số cái thông tin về máy như là dung tích bộ nhớ đến 200 kết quả tự động đẩy que thử ra tự động lấy mẫu máu vân vân và bên trong máy thì sẽ có là máy đo đường huyết que thử đường huyết bút chích máu kim chích máu vô trùng hướng dẫn thao tác và sách hướng dẫn sử dụng và máy này được bảo hành trọn đời miễn phí. Sau đây mình sẽ mở nó ra. Và khi mà mình mua thì nó sẽ có một cái tem niêm phong ở đây. Đây là cái hộp đựng máy. Và bên trong đây là được bọc ở trong ni lông và hướng dẫn nhanh hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái bản chuyển đổi để mình có thể theo dõi được cái mức đường huyết của mình nó sẽ có hai cái đơn vị đó là milimol trên lít và milligram trên decilit và nó sẽ chia ra thành những màu khác nhau như là màu đỏ ở nếu mà đường huyết của mình thử ra mà ở mức màu đỏ thì nó sẽ có triệu chứng đó là hạ đường huyết và ở cái màu xanh này là cái mức độ an toàn mức độ lý tưởng và ở cái mức độ màu vàng này sẽ là tăng đường huyết và đây là cái túi đựng máy của mình thì thật sự thì cái túi này mình không có thích cái túi này cho lắm bởi vì cảm giác nó khá là cồng kềnh so với những cái máy khác á những cái máy khác thì cái túi nó nhỏ gọn hơn và cái sức chứa của nó sẽ nhiều hơn so với thiết kế cái túi dạng như thế này và đây là một cái cây bút để cho mình chích máu cây bút chích máu và một cái máy của mình cái máy này um, là mình liên tưởng đến những cái máy mà nuôi thú ảo ngày xưa á. Và nó là bằng nhựa và màu trắng. Một số cái thông tin về máy. Máy này nó sẽ uh, sử dụng được uh, 2000 lần đo đối với uh, một cục pin. Và cục pin sử dụng đó là pin CR2032. Một loại pin khá là phổ biến đối với những cái dòng máy đo đường huyết. Đây là cục pin của nó. Nút M này là nút nguồn. Mình sẽ uh, mở ra về trong cái ba này xem nó có gì bên trong. Và xem cái sách hướng dẫn sử dụng của nó nó sẽ ghi gì, hướng dẫn gì ở phía bên trong. Đây là những bước um, để mình thể có thể là thực hiện lấy máu được mô tả bằng hình ảnh khá là rõ nét À, và cái máy này hay một chỗ là nó có thể là sẽ tự động đẩy cái que ra sau khi mà mình đã sử dụng xong uhm, như vậy thì sẽ tránh với việc là mình sẽ lây nhiễm bệnh nếu mà cái máy này mình sử dụng chung cho nhiều người á thì nếu mà mình tháo cái que ra sau khi thử bằng tay thì sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh bởi vì tay của mình dính máu của những người khác một cái thư giới thiệu của nhà sản xuất và cái cuốn này là hướng dẫn sử dụng một số hướng dẫn sử dụng Trước khi sử dụng cái máy này thì mình cũng cần phải điều chỉnh một số cái thông số cho cái máy này. Chẳng hạn như là ngày tháng năm thì để có thể chỉnh được ngày tháng năm thì mình sẽ khi mà cái máy đang tắt thì mình sẽ giữ nút D trong vòng khoảng 3 giây. Thì nó sẽ hiện ra và các bạn thấy khi mà cái năm nhấp nháy thì mình có thể điều chỉnh lên xuống. À, nút C là lên và nút D là xuống. Đây là cái mũi tên lên nè, cái mũi tên xuống. Đó mình có thể chỉnh và nút M là mình xác nhận và nó sẽ nhảy sang cái thông số tiếp theo. Đó là đây là tháng 25 tháng 10 hoặc là 25 tháng 11 gì đó tùy theo mình chỉnh. Hiện tại thì 25 tháng 10 thì mình sẽ để nguyên và mình sẽ tiếp tục chỉnh đến ngày. Hôm nay là ngày 25. Đó mình có thể chỉnh ngày 25, sau đó bấm M để mình xác nhận. Và cái này là thời gian hiện tại là 9 giờ 30 phút thì nó cũng đúng là 9 giờ 30 phút và mình sẽ không cần phải chỉnh gì hết mình sẽ bấm M và mình sẽ bấm M thêm một lần nữa thì máy nó sẽ tự tắt và như thế là mình đã chỉnh được cái thông số của máy tiếp đến đó là cái uh, bút để lấy máu cây bút này thì nó sẽ có là ba phần um, cái phần đầu này nó có số một hai ba bốn năm là mình sẽ tùy chỉnh vào cái độ nông hoặc là sâu khi mà cây kim nó ghim vào trong cái ngón tay của mình để lấy máu với mức 1 uh, là mức nhỏ nhất và mức số 5 là mức lớn nhất Thì uh, tùy theo đối với những người mà có da tay dày Thì mình sẽ cần chọn nước số 2 hoặc là số 3 Và đôi khi số 4 Còn đối với những người mà da tay mỏng Thì uh, mình chỉ cần ở mức số 1 là đủ Sẽ giúp cho mình đỡ đau hơn Đó là cái phần thứ nhất Và cái phần thứ hai là cái phần nắp chụp này, thì mình tháo cái nắp chụp này ra để mình gắn cái kim vào. Và cái phần thứ ba là cái phần thân bút, làm cái cuối này là mình lên, mình lên súng bắn nè. Đó mình sẽ lên và mình bấm nút này thì nó sẽ bắn. và tiếp theo thì mình sẽ gắn cây kim vô thì cái cây kim này thì mình chỉ sử dụng mỗi lần mình sẽ sử dụng một cái nhưng mà các bạn có thể sử dụng một cây kim mà sử dụng nhiều lần cũng được với điều kiện đó là mình phải đảm bảo rằng cái cây kim đó nó sẽ được sử dụng bởi chỉ một mình mình thôi không được sử dụng chung với người khác bởi vì cái khả năng lây nhiễm bệnh nó rất là cao đó sau khi mà mình đã gắn vào thì mình sẽ tiến hành mình xoáy cái đầu bút ra đây là cái đầu kim và đây là cái nắp chụp sau đó thì mình sẽ gắn cái nắp bút vào mình sẽ dặn cho nó chặt như thế này như vậy là đã xong Và khi mà mình sử dụng xong á thì mình có thể tháo cây kim ra bằng cách đó là mình sẽ lấy ngón tay mình mình giật lên. Ngoài ra thì nó còn có một cách tự động nữa, đó là ngay cái chỗ này nè, mình sẽ đẩy nó lên hết cỡ là nó sẽ rớt cái cây kim ra. Rất là tiện lợi. Xong. Như vậy là mình đã lên xong cái phần kim lấy máu và cái mút lấy máu tiếp đến đó là cái phần que thử đường huyết như thế này thì một loại như thế này thì nó sẽ có là 25 cái que thử đường huyết và cái thời hạn sử dụng của nó thì sẽ được in ở trên cái chỗ ESP này là 21 tháng 4 năm 2023 với cái điều kiện là mình nếu mà mình mở ra thì cái thời hạn sử dụng của nó um, sẽ là 6 tháng thôi. Không là 5 tháng. gì 6 tháng chứ. Ừ, 6 tháng, mình nhìn nhầm. 6 tháng sau khi mà mình mở cái nắp này ra. Đó như vậy là mình chỉ sử dụng được khoảng là 6 tháng thôi. Bởi vì là khi mà mình mở ra thì cái oxy nó sẽ vào đó thì nó sẽ làm cho cái que thử bị oxy hóa và cái thời hạn sử dụng tốt nhất đó là 6 tháng và sau đây mình sẽ tiến hành mình thử đường huyết của mình cái máy này thì ngoài những cái nút bấm ra thì nó chỉ có một cái lỗ để cho mình là cắm cái que vô thôi khi mà mình cắm que đúng thì nó sẽ hiện lên và khi mà cái biểu tượng cái hình giọt nước cái hình giọt máu này nó nhấp nháy thì nó báo hiệu là mình có thể là chiếc cái máu của mình lên trên cái đầu quyên như thế này. Và trước khi để có thể mà lấy máu dễ dàng hơn á thì các bạn có thể là vuốt ngón tay như thế này. Và thông thường thì mình sẽ lấy máu ở ngón út hoặc là ngón áp út. Bởi vì những cái ngón này thì cái vùng da nó sẽ mềm hơn những cái ngón còn lại đó mình sẽ vuốt lên như thế này thì khi mà lấy máu sẽ giúp cho mình lấy máu dễ dàng hơn và đồng thời nó cũng sẽ bớt đau hơn mình sẽ ép ngón tay vào trong cái phần đầu bút như thế này và sau đó mình sẽ bắn cái kim xuống Bởi vì là do mình chỉnh là số 1 là cái mức nó hơi nông nên là cái lượng máu nó sẽ không ra nhiều. Nếu mà mình để số 2 hoặc là số 3 thì cái lượng máu nó sẽ ra rất là nhiều. Nhưng mà mình chỉ cần vô đây có thể là đủ rồi. Hoặc là mình có thể cố gắng là mình sẽ nặng thêm một miếng nữa. Rồi sau đó mình sẽ để cái phần chính giữa quen như thế này. Mình sẽ ép sát vào cái phần máu. Alors đó là máu nó đã hút vào và mình chỉ việc là đợi khoảng 10 giây, đợi máy nó đếm ngược thì nó sẽ trả cho mình kết quả. 175 so với cái kết quả là vẫn ở mức chấp nhận được bởi vì lúc sáng là do mình đã ăn sáng rồi đó nên là cái lượng đường huyết nó chưa có được ổn định cho lắm và sau khi mình sử dụng xong thì mình có thể đẩy que ra bằng cách làm có cái nút nhỏ ở đây mình sẽ đẩy lên đó là cái que nó sẽ được bắn ra như thế này nó sẽ rất là an toàn trong cái việc là tránh nguy cơ lây nhiễm máu từ những người khác à, và để có thể chính xác hơn thì các bạn nhớ là bỏ cái giọt máu đầu đi bởi vì lúc nãy là mình thử cái giọt máu đầu do đó lên là cái lượng đường nó không chính xác Và sau khi mình đã thử lại thì cái kết quả của máy Sinocare này là 147 thì Và của cái máy Counter Plus này đây là cái dòng máy cao cấp thì nó cũng là 149 Nói chung là nó chỉ hơn thua nhau có khoảng chừng từ 2 cho tới năm thôi thì cái số đó nó sẽ không cái đáng kể. Thì um, đối với một cái máy giá 100 000 như thế này thì cái việc mà nó có kết quả dường như là chính xác so với một cái máy mắc tiền hơn như là cái máy Contour Plus này thì um, cũng có thể nói rằng là cái máy sinokia này nó cũng khá là chính xác so với cái mức độ là đo đường huyết. Và cái chỉ số mà 147, 149 và khi mà mình so với bảng thì đó là khoảng chừng là 8.1 hoặc là 8.2 gì đó là nó ở mức so với cái đây là mức chấp nhận được. Bởi vì do là lúc sáng mình đã ăn sáng rồi, cho đó nên là um, chưa có tiêu hóa hết và cái lượng đường trong máu nó còn cao. Đó. So lại với hai cái máy nè thì nó cũng khá là chính xác một cái máy rẻ tiền 100 nghìn thì 147 và một cái máy mắc tiền hơn thì là 149 thì các bạn um, nếu mà các bạn um, có điều kiện kinh tế khá giả thì các bạn có thể mua những cái dòng máy mắc tiền cho nó chắc cú hơn và đối với những bạn mà um, có kinh tế um, không được um, dư giả gì mấy thì mình có thể sử dụng cái máy này với tiêu chí là vừa rẻ cũng khá là ngon các bạn có thể yên tâm và sử dụng nha